Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 2 tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.723 ca mắc COVID-19 tại 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt là từ ngày 24 tháng 7 đến nay, tỉnh không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh ở các tỉnh khác trong cả nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, thì Bắc Ninh đã thành lập 5 điểm chốt chặn liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, bao gồm điểm tỉnh lộ 295B, điểm cầu Bồ Sơn, quốc lộ 38, điểm cầu vượt Đại Phúc, quốc lộ 18, điểm nút giao Tây Nam và điểm nút giao Tây Nam. Thời gian thực hiện chốt tại thành phố Bắc Ninh từ 18 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Ninh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập 2 chốt kiểm soát liên ngành, kiểm soát dịch bệnh gồm chốt số 1 tại tuyến đê sông Hữu, Thái Bình thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Lương Tài, đoạn giáp cống Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chốt thứ 2 tại đầu cầu Sen trên tỉnh lộ 280 thuộc địa phận xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tiếp giáp với huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thời gian thực hiện chốt tại huyện Lương Tài từ 8 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021.